Pick được Star Wars Evil Jedi Trooper rồi. Làm video clip thôi. Ở kìa ông Slot 2. Nhưng tôi cái nhưng tại hạ cái tại hạ làm video clip nào? S2 let me dung girl please. À please anh em nhé, biết hơi sai chính tả một tí. Ở kìa, sao lại lòi đâu ra ông Slot 3 đi rừng là như nào? Không sao. Thằng mỡ lo được anh em ạ. Ba rừng chơi được anh em ơi. Game là dễ, mỡ từng gặp rồi. Ok, để xem nào. Rồi, ba rừng thì nhưng mà thật ra cũng hơi khó nhỉ. Chắc là mấy ông này chỉ đùa tôi thôi đúng không? Chắc là tí nữa sẽ có mấy ông chuyển lại đúng không? Cái gì đó? Nó có một cái hiệu biệt vời anh em ạ. Và đây giao tranh lại được nổ ra. Mỡ hạ cũng đi được, đó là Tổng Lư aka Tử Long. Tiếp tục là truy kích vào vị trí của đó là Utora. Double kill là được dành cho mỡ. Akai đang muốn dí mỡ vào tường đế từ cái con quay ngàn cân. Nhưng mỡ vẫn đang lùi vừa thả diều. Bắn Akai cảm giác là không đau. Cái con tướng này chắc chắn là lên thủ phép rồi anh em ạ. Và mỡ vẫn đang á hự. Và như vậy là Akai lăn đùng ra ngã ngửa một. What's up, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và như vậy là sự kiện Star Wars hợp tác với tựa game Mobile Legends của chúng ta đã chính thức được cho ra mắt ở trong game. Và cái trang phục mới nhất ở trong cái sự kiện lần này, trang phục thứ tư của sự kiện hợp tác giữa Star Wars, đó chính là Kimi First Order Jet Trooper. Thì anh em có thể nhìn thấy bởi vì cái tên này nó khá là dài cho nên ở trong game đã viết tắt cái từ First Order thành FO và Jet Trooper. Thì đây cái trang phục của cái vị tướng xạ thủ Kimi như anh em có thể nhìn thấy ở đây. Chúng ta có thể nhìn thấy nguyên mẫu, nguyên bản của First Order Jet Trooper đã được mang đến Mobile Legends của chúng ta. Với ngoại hình là một một cái, đây chỉ là những cái anh lính ở trong Star Wars mà thôi. Có cho mình một cái trang phục màu trắng từ đầu cho đến zip. Với một cái vẻ ngoài mà khi mà nhìn vào và không lên tiếng ý, chúng ta cứ nghĩ rằng đây là một anh chàng lính. Nhưng không, đây là một nữ binh lính. Nữ binh lính, anh em hiểu không ạ? Với cái giọng nói đặc sệt đến từ sự kiện, đến từ trong Star Wars. Thì chúng ta có thể nhìn thấy đòn bắn thường cũng như là kỹ năng đến từ chiêu 1 của Kimi, kèm theo đó là hiệu đến từ skill 2 đã được thể hiện tương đối rõ ràng. Những cái phát bắn đạn màu đỏ được bắn ra đâu đó, cá nhân mỡ cho rằng nó không quá là lực. Khi mà chúng ta đang theo dõi cái con First Order Jet Trooper này ở trong Star Wars, nhưng nó khá là lực khi mà chúng ta đã từng xem qua Star Wars ở cái phiên bản điện ảnh. Bởi vì như anh em có thể nhìn thấy ở đây là cái ngoại hình cũng như là cái trang phục và hiển thị đồ họa hình ảnh của First Order Jet Trooper là nguyên mẫu đến từ Star Wars anh em ạ. Và đây là những cái bước di chuyển rất là thông thường. Ở phía sau lưng ở trong cái trang phục này thì sẽ có một cái lực đẩy và luôn luôn phát ra tia lửa màu xanh. Anh em nên nhớ rằng cái tia lửa màu xanh này nó là cái tia lửa rất là mạnh nhá. Nếu như mà anh em nào mà có tìm hiểu về cái này là nó là vật lý đúng không nhỉ? Vật lý hay là hóa học nhỉ? Bình thường những cái tia lửa màu đỏ ấy nó sẽ là những cái tia lửa bình thường thôi, nhưng mà khi mà cái tia lửa đạt đến những cái tia lửa màu xanh ý, thì anh em phải biết cái nhiệt độ cũng như là cái tia lửa này nó đang rất là mạnh thì mới có thể nâng được đó là một cái con người, kèm theo đó là cái bộ da First Order Jet Trooper lên. Một chút chia sẻ nhỏ đến từ hình như là vật lý hay hóa học thì mất không rõ lắm anh em ạ. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại về gameplay. Đây là đạn lưu quang hủy diệt bắn ra một tia năng lượng màu đỏ nhìn trông khá là lực và tầm bay là rất xa. Dĩ nhiên rồi, đây là Kimi anh em.
thì được cái vị tướng xạ thủ Kimi này là có cho mình khá là nhiều những cái trang phục mang tính chất không gian đúng không anh em. Kimi mèo không gian là một cái trang phục cấp độ epic, và bây giờ thì Kimi First Order Gen Trooper đây cũng là một cái trang phục không gian, bởi vì nó đến từ đó là Star Wars, đến từ một cái bộ phim cuộc chiến ngoài không gian đấy anh em, cuộc chiến tranh giữa các vì sao. Rồi, và ở trong trận đấu này thì như anh em có thể thấy đầu video clip là team mỡ có tận 4 ông đi rừng. Nhưng sau đó vì nghĩ như thế nào nên là team mỡ chỉ còn ở thời điểm hiện tại là 3 ông đi rừng mà thôi. Đó là Cyclops kèm Saber. Nhưng rất may hai thanh niên kia đã nhường cho mỡ cái bùa xanh để cho hai thanh niên kia tranh nhau cái bùa đỏ và kèm theo nó đi đánh nhau như thật. Đấy, cho nên trận đấu này chỉ có 3 rừng là chính xác anh em nhé. Ôi ôi, bố Cyclops bố làm quả tinh lực răm cầu đúng là mù mắt của thằng top mỡ nói riêng, cũng như là anh em xem video clip nói chung anh em ạ. Làm quả skill có thể nói gọi là đau hết cả mắt. Và sau khi mà có được một cái tình huống dùng skill trượt như vậy thì đường trên cũng không có thêm cái tình huống nào quá là nguy hiểm cả. Trong khi đó thì ở đường dưới thì Saber bên phía team mỡ cũng đã có được mạng gục đến từ vị trí của Eudora. Và đường trên team bạn cũng đã có được cái mạng thứ hai khi mà tiễn Moscow lên bảng điểm số. Và double kill là thuộc về cho đó là cái vị tướng Thamert. Mỡ thì không có ở đường trên. Mỡ cũng đã khởi đầu trận đấu này với hai mạng nó đang khá là ổn định, không cướp rừng được rồi. Hơi tiếc đến từ vị trí của đó là mỡ khi mà AK anh ta đã kịp xuất hiện. Nhưng ở đường trên mỡ thấy có Layla Chan đang đẩy lên là khá cao, và chắc chắn rằng Layla sẽ không thể nào đào thoát được về trong cái tình huống này rồi. Mỡ dí theo bằng đòn bắn thương đến từ chiêu 1, và anh em nên nhớ rằng là đòn bắn thương cũng như là chiêu 1 của Kimi thì không cần mục tiêu để mà có thể tấn công, cho nên mỡ chỉ cần kéo theo cái hướng mà Layla di chuyển, và đó là cái mạng thứ 3 của mỡ có được ở trong cái trận đấu này rồi. Đường dỡ di chuyển ra, nhưng có lẽ rằng là Eudora đã ngửi thấy mùi không thơm ở trong bóng tối, ngửi thấy mùi thối trong bóng tối anh em ạ. Cho nên là Kimi quyết định lùi về, và theo đó thì mỡ sẽ cùng với Saber di chuyển xuống đường dưới. Một trận đấu có thể nói là hết sức ngẫu hứng đến từ vị trí của team mỡ khi mà có tới tận 3 vị tướng đi rừng. Tuy vậy team mỡ đánh vẫn đang ổn định hơn so với team bạn đến từ ở giai đoạn đầu game này, và mỡ vẫn đã có được cho mình 5 mạng rồi, bao gồm 3 mạng hỗ trợ và 2 mạng gục. Ở đây là có AK anh ta di chuyển xuống hơi muộn, anh ta muốn dính vào vị trí của mỡ nhưng rất may anh ta không đè được mỡ vào tường, và giao tranh đang được nổ ra ở đây. AK lên bảng điểm số, tiếp đó là mỡ đang bắn vào vị trí của đó là Eudora từ nha, để cho bị trói chân và ăn được cái mạng hạ gục này, là cái mạng thứ tư của mỡ. Đạn lưu quang hách não nhưng không thành công, và Tử Long anh ta chạy về nhưng anh ta không chạy được, giao một kiểu đi từ vị trí của mỡ, và mạng thứ 5 mà mỡ có được ở trong cái trận đấu này. Điều này chứng tỏ rằng cái con Kimi ở thời điểm hiện tại, về cơ bản nếu như mà anh em chơi được ở trong những cái trận đấu rank thấp ý, thì anh em vẫn đang chơi rất là ổn. Anh em biết tại sao là ổn không ạ? Bởi vì cái con Kimi này nó rất dễ bị counter đến từ thứ nhất là cái thiên thần Athena, và đặc biệt là cái trang bị giáp hoàng kim. Nhưng ở thời điểm hiện tại trong tựa game Mobile Legends của chúng ta thì cái giáp hoàng kim nó đã bị giảm sức mạnh đi một chút rồi. Cụ thể đây là nó giảm giá tiền và cái khả năng kháng của cái trang bị này cũng là giảm luôn. Và bên cạnh đó thiên thần cũng bị giảm. Nhưng thêm một cái nữa đó là cái đũa phép ánh sáng đã được tăng thêm sức mạnh. Thì cái đũa phép cũng như là cái giáp hoàng kim nó làm một hai cái trang bị mà có thể nói là gắn liền khá nhiều với Kimi. Cho nên là với việc một cái thì giảm, một cái thì tăng, cho nên Kimi lại mỡ nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại đang là khá là phù hợp để mà anh em có thể chơi lại. Nhưng lưu ý rằng anh em có thể chơi lại ở trong những cái trận đấu rank tầm trung thôi. Còn rank cao thì mỡ nghĩ rằng những cái trang bị như giáp hoàng kim rồi thì giày kháng nó đang là những cái trang bị khiến cho Kimi rất khó để mà có thể chơi được anh em ạ. Nhưng mà anh em nhìn này, rồi xây đam vẫn là rất đau, nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta bảo cái con Kimi này nó yếu, nhưng nếu như mà chúng ta so sánh với những cái vị tướng ao meta như Layla thì chúng ta không so được, bởi vì Kimi về cơ bản nó vẫn đang là một cái chất tướng xạ thủ có thể nói là đi rừng khá là ổn. Với cái việc đảo đường liên tục và có được cho mình đó là cái mạng thứ 7 ở trong cái trận đấu này, mỡ đang sấy vào vị trí của Thamert. Thamert đang truy kích lên mỡ nhưng mỡ dùng trừng phạt băng xuyên để giữ vị trí, sát thương sấy đang là khá nhiều. Eudora lên bảng điểm số, Saber hạ cũng đi được Thamert nhưng mỡ vẫn đang bắn tiễn tử long bay màu. Double kill là thuộc về mỡ, và hình như là cái con AK này nó lên đổi thủ phép rồi hay sao anh em ạ, làm cho mỡ bắn nó cảm giác như là không thấm. Nhưng thôi, dù sao, đó vẫn là một cái tình huống giao tranh đổi chác hoàn toàn có lời khi mà team mỡ mất 1, còn team bạn mất 3. Sau khi ăn đi cho mình đó là cái mạng thứ 9, mỡ cũng đã lùi phần rừng. Và nếu như mà anh em nào mà chưa xem review về cái con Kimi First Order Jet Trooper này thì vào buổi trưa ngày hôm nay mỡ cũng đã mang đến cho anh em một cái video clip rồi. Và anh em có thể nhìn thấy là cái con Kimi này nó có được cho mình đó là một cái, nó gọi là cái gì anh em nhỉ? Một cái hiệu biến về. Nó có một cái hiệu biến về anh em ạ. Và đây giao tranh lại được nổ ra, mỡ hạ cũng đi được đó là tổng lư AKA Tử Long.
tiếp tục là truy kích vào vị trí của đó là Utora. Double kill là được dành cho Mỡ. Akai đang muốn dí Mỡ vào tường đế từ cái con quay ngàn cân, nhưng Mỡ vẫn đang lùi vừa thả diều bắn Akai, cảm giác là không đau. Cái con tướng này chắc chắn là lên thủ phép rồi anh em ạ. Và Mỡ vẫn đang á hư, và như vậy là Akai lăn đùng ra ngã ngửa một cái dáng nằm rất là tù tè hột mè. Triple kill không chính thức là dành cho Mỡ ở trong cái trận đấu này. Và Layla đang đi tìm Mỡ hả? Thế thì để Mỡ lên với Layla nhà. Layla sợ quá không dám bắn Mỡ anh em ạ. Mỡ đang truy kích vào, ôi thôi bỏ Mỡ rồi anh em ơi. Thôi tầm này thì chạy được cái lông nách rồi anh em ạ. Chịu, không chạy được cái phát vừa xong. Bởi vì lúc đấy là skill hết sạch rồi, có mỗi cái trừng phạt. Mà quan trọng nhất là cái con tử long nó đang có cái chiến binh tối thượng, cho nên là Mỡ không thể nào chạy được khỏi cái tình huống bị bánh mì kẹt thịt đến từ Kimi, đến từ Layla, kèm theo đó là tử long. Mỡ đã phải lên bảng điểm số. Tuy nhiên bây giờ mới chỉ là phút thứ 9 thôi, Mỡ đã có được cho mình 12 mạng hạ gục rồi. Và đang là những cái tình huống di chuyển rất là bồ láo đến từ vị trí của Mỡ. Ăn đi cho mình đó là cái con bộ. Ôi thôi ăn chặt rồi anh em ơi. Úi dồi ôi, cái con điện nó núp bụi. Dĩ nhiên rồi anh em. Úi dồi, cái dáng nằm ra của First Order Jet Trooper kìa. Hư, anh ta nằm lăn ra đất. Và thôi, sau khi lên bảng hai lần liên tiếp là Mỡ cũng đã chợt nhận ra rằng là cái sức mạnh của con Utora nó bá đạo đến là như thế nào rồi. Cho nên là Mỡ quyết định sẽ không có nhây giống như vậy nữa. Mỡ sẽ chơi cẩn thận một chút xíu. Có vẻ như là team bạn hình như là đang không muốn ăn đi cho mình. Ây, nó ăn lót. Trời ơi, ra lót các ông ơi. Nó ăn lót kìa, có ai thấy không ạ? Hãy ra lót đi please. Ở đây là ai ăn lót đây? Ui, ở đây là Akai. Nhưng Akai ăn chưa kịp thì Mỡ đã đến rồi anh em ạ. Mỡ đang sấy lót là khá nhân tình, nhưng Akai đang bị lùa ra sau. Mỡ ăn điều cho mình đó là cái con lót này. Mỡ đang trả ra tường, hạ gục đi được thả Mỡ. Tiếp đó là Akai, ôi cái con điện kia, lùi xa nó ra, trả ra tường ngược lại này. Hay quá, nó định tốc biến lên làm cho con bò Mỡ anh em ạ. Nhưng cuối cùng người bị thành con bò mới là Utora cơ. Mỡ đang truy kích vào vị trí của Layla. Layla đang chạy, Layla đang sinh tồn. Ui, Layla còn tốc biến. Như vậy là Mỡ chịu rồi, Mỡ không đuổi được Layla trong cái tình huống này rồi. Vẫn cố nhưng không ổn anh em ơi. Và thôi vậy, đành là bỏ qua Layla để mà có được một cái tình huống lấy được cả con lót và hai mạng hạ gục như vậy là quá lời. Tuy nhiên ở đường dưới kia, wow, Saber anh ta có một cái tình huống không cần nhìn cũng biết là anh ta tao nên chạm để hạ gục đi được vị trí của Tử Long. Và Layla ở đây còn rất thấp máu, tinh lực giam cầm, nhưng mục tiêu Mỡ đang sấy là Thả Mỡ. Đại lưu quang hủy diệt bạc chiếu, một bắn là cực thốn tiễn đó là Thả Mỡ lên bảng điểm số. Mạng thứ 15 của Mỡ ở đây là mạng thứ 16, chính xác là như vậy rồi, của Mỡ. Một trận đấu mà Mỡ có được 16 mạng hạ gục khi mà đồng hồ mới chỉ điểm sang phút thứ 11. Và mặc dù team của Mỡ có tới tận 3 rừng nhưng Mỡ vẫn là lo được anh em ạ. Và ôi Akai gì Mỡ hả? Hết game rồi còn đâu nữa. Chính đây là toàn bộ video clip mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em về Kimi First Order Jet Trooper Skin Star Wars. Và nếu anh em thấy video clip này thú vị, đừng quên để lại cho Mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.